Khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp ổn định thị trường vàng, yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong công điện vừa được ban hành, cùng phân tích những giải pháp trong tiêu điểm kinh tế tuần này. Nhu cầu nắm giữ vàng của người dân vẫn được thực hiện, vẫn được đảm bảo, nhưng mà người ta không nắm giữ bằng vàng vật chất, nhà nước vẫn có thể quản lý được cái số vàng đó. Sản xuất công nghiệp có nhiều dấu hiệu phục hồi sau hàng loạt biện pháp hỗ trợ của ngành chức năng và nỗ lực của các doanh nghiệp. Fed có khả năng thực hiện ít đợt cắt giảm lãi suất hơn dự kiến trong năm nay. Và theo CNBC thì thị trường vẫn nghiêng về khả năng là Fed có thể sẽ thực hiện 3 đợt giảm lãi suất trong năm nay và đưa lãi suất về mức 4,6% một năm. Tuy nhiên, với việc xác suất kinh tế Mỹ hạ cánh mềm đã tăng lên, các chuyên gia đánh giá vẫn có khả năng Fed sẽ thực hiện ít đợt cắt giảm lãi suất hơn so với dự báo của thị trường. Câu chuyện này cùng nhiều nội dung đáng chú ý khác sẽ có trong chương trình Tài chính kinh doanh tối nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã vừa ký công điện số 23 CDTTG yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng, và trong đó yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến của giá vàng thế giới cũng như trong nước để khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp để ổn định thị trường vàng. Cụ thể là Ngân hàng Nhà nước phải đánh giá toàn diện và phân tích kỹ lưỡng để xử lý ngay tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và vàng quốc tế ở mức cao trong thời gian qua, không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất và thị trường tiền tệ ngoại hối. Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chủ trì và phối hợp với cơ quan chức năng liên quan xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi buôn lậu, thao túng, đầu cơ trục lợi hay đẩy giá vàng miếng. Chị Trinh này, tôi nhớ đây cũng không phải là lần đầu tiên mà Thủ tướng đã ban hành công điện liên quan tới thị trường vàng. Vâng, và đúng là như vậy. Đây là công điện thứ 2 trong vòng 3 tháng và chưa kể là còn có những cái chỉ thị khác, văn bản khác để đốc thúc. Và điều này cũng cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo chính phủ đến thị trường vàng. Và cụ thể là ngay trong chiều nay, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã họp với các bộ ban ngành về các giải pháp quản lý thị trường vàng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh đã có 9 văn bản chỉ đạo của Chính phủ về vấn đề này trong thời gian gần đây, nhưng Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa báo cáo Chính phủ kịp thời để có những phản ứng chính sách phù hợp. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tìm ra nguyên nhân và nhanh chóng có các giải pháp để khắc phục hiệu quả cả về ngắn hạn lẫn dài hạn trong quản lý thị trường vàng, đảm bảo quản lý phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân, liên thông với các thị trường liên quan, tránh tình trạng lợi dụng tình hình để kinh doanh vàng trái pháp luật. Trước mắt, khi chưa được ban hành nghị định mới thì Ngân hàng Nhà nước cần có chính sách kịp thời để giải quyết những tồn tại của thị trường vàng hiện nay. Thời gian gần đây, giá vàng trong nước có nhiều biến động trước áp lực từ đà tăng của giá vàng thế giới và có thời điểm giá vàng miếng đang cao hơn so với giá thế giới tới 20 triệu đồng mỗi lượng. Vì thế cần phải sớm có các giải pháp để ổn định thị trường này. Thời điểm này là 17 giờ 30 phút và thì là giá vàng SJC đang được giao dịch mua vào ở mức 79 triệu 300 nghìn đồng một lượng và giá bán ra là 81 triệu 420 nghìn đồng một lượng. Tức là cái mức giá này thì giảm khoảng 1,3 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với lúc mở cửa phiên giao dịch 9 giờ sáng ngày hôm nay. Còn các sản phẩm vàng khác thì mức giá ổn định, gần như không có nhiều biến động so với lúc mở cửa vào sáng ngày hôm nay. Những ngày gần đây, lượng khách đến giao dịch cũng không có nhiều biến động. Người đến mua chiếm khoảng 60%. Trước thông tin Ngân hàng Nhà nước đang xem xét sửa đổi Nghị định 24, các doanh nghiệp đều cho rằng như vậy sẽ tạo những điều kiện tốt hơn cho hoạt động kinh doanh vàng. Việc đầu tiên là tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có đủ điều kiện theo các quy định của nhà nước có thể nhập khẩu vàng về để tập trung sản xuất trang sức. Thì khi này sẽ giúp cho các doanh nghiệp yên tâm hơn cho việc đầu tư sản xuất trang sức mỹ nghệ phục vụ cho khách hàng. Với cái việc tiếp cận được thêm nguồn nguyên liệu như thế, doanh nghiệp cũng sẽ an toàn hơn và tránh được các rủi ro pháp lý khi phải mua nguyên liệu từ các nguồn trôi nổi trên thị trường. Các chuyên gia cũng cho rằng đã đến lúc cần mở cửa thị trường và ứng xử với vàng như một loại hàng hóa. Việc cho phép giao dịch vàng tài khoản cũng có thể là một giải pháp cần tính đến, bởi sẽ góp phần giảm bớt nhu cầu mua vàng vật chất, qua đó giảm sức ép lên tỷ giá. Nhưng quan trọng là có cơ chế quản lý vận hành phù hợp. Nhu cầu nắm giữ vàng của người dân vẫn được thực hiện, vẫn được đảm bảo, nhưng mà người ta không nắm giữ bằng vàng vật chất, và nhà nước vẫn có thể quản lý được cái số vàng đó, chứ cái số vàng đó nó không phải là vàng vật chất, nằm trong két của người dân và không được huy động vào thành ra một cái nguồn lực. Đặc biệt đây là một nguồn lực tài chính để phát triển kinh tế của chúng ta mà chúng ta đang rất cần trong thời gian tới. Sau 12 năm, Nghị định 24 được cho là đã hoàn thành sứ mệnh chống vàng hóa nền kinh tế, góp phần ổn định vĩ mô trong một thời gian dài. Các điều kiện kinh tế xã hội thay đổi nên việc có bộ công cụ mới vừa đảm bảo quản lý vừa đảm bảo tính thị trường.
Việc giá vàng trong nước giữ ở mức cao là không tránh khỏi khi mà giá vàng thế giới đã chạm mức kỷ lục là $2,200 cho một ounce. Và để có góc nhìn khách quan hơn về việc quản lý thị trường vàng ở các quốc gia khác, chúng tôi đã kết nối với phóng viên Thái Bình, thường trú Đài truyền Việt Nam tại Trung Quốc. Vâng, xin chào anh Thái Bình. Thưa anh, ở Việt Nam thì giá vàng miếng trong nước đang có mức chênh lệch cao so với giá thế giới. Thị trường vàng Trung Quốc thì có sự chênh lệch về giá vàng thế giới không? Vâng, chênh lệch giá vàng tại Trung Quốc và thế giới là có, nhưng trong biên độ quy định của ngành chức năng. Theo quy định, giá vàng 99,99%, các doanh nghiệp được định giá bán cộng thêm tối đa 15% trên cơ sở giá vàng mà sàn Thượng Hải công bố mỗi ngày. Trung Quốc có thị trường vàng sôi động bởi thông qua sàn vàng, doanh nghiệp mua vàng từ thế giới để sản xuất thành thương hiệu của riêng mình. Nhiều nhất là các ngân hàng mua vàng về dập thành vàng thỏi, vàng miếng 99,99% mang thương hiệu của ngân hàng, cùng nhiều doanh nghiệp nhà nước và tư nhân tham gia kinh doanh vàng miếng, vàng thỏi. Để giành thị phần, các đơn vị bán thường đưa ra giá bán thấp hơn nhiều so với mức trần cộng thêm 15%. Giá vàng công bố hôm nay dao động quanh mức 15.506 nhân dân tệ một ounce, quy đổi khoảng 2.154 đô la Mỹ một ounce, sát với giá thế giới. Ở Trung Quốc, giá vàng tính bằng gram. Vâng. Vậy thì Trung Quốc hiện còn những cái giải pháp quản lý thị trường vàng khác nào để có thể ổn định hoạt động của thị trường một cách bài bản? Vâng, như tôi đã nói ở trên, sàn vàng Thượng Hải hiện là một trung tâm giao dịch vàng của Trung Quốc. Đây là sàn vàng vật chất giao ngay Spot Gold. Sản phẩm được phép giao dịch là vàng miếng đạt tiêu chuẩn quốc tế, các kim loại quý khác như là bạch kim, bạc. Sàn giao dịch vàng Thượng Hải là pháp nhân độc lập do nhà nước đầu tư vốn 100%. Hội đồng quản trị của sàn do Ngân hàng Nhân dân, tức là Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiến cử, với hầu hết các vị trí chủ chốt do ngân hàng này bổ nhiệm. Thông qua cơ chế khớp lệnh tập trung của sàn vàng, giá cả sẽ do cung cầu của thị trường quyết định. Sàn vàng ra đời đánh dấu chấm dứt cơ chế độc quyền đối với thị trường vàng của Trung Quốc. Ngoài nhà đầu tư chuyên nghiệp là các quỹ, thì cá nhân cũng được phép giao dịch trên sàn vàng này. Nhưng theo quy định, nhà đầu tư cá nhân chỉ được phép giao dịch trong giới hạn số dư tài khoản tiền hoặc vàng của họ. Tức là ngân hàng không được phép cho nhà đầu tư vay để đầu tư vượt quá số tiền hoặc vàng họ đang nắm giữ. Trở lại trường quay. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh Thái Bình.